Hồi xây thịt khe xanh cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mỹ ở việt nam xin chào các bạn chúng ta cùng nhau nhìn về quá khứ để soi sáng tương lai ngay bây giờ hãy tiếp tục cùng tìm hiểu về trận đánh đỉnh cao chiến thuật và cực kỳ khốc liệt trong kháng chiến chống mỹ cứu nước trận chiến tại khe xanh trong lịch sử chiến tranh của nhân loại có vô vàn cuộc chiến đã diễn ra Mỗi cuộc chiến lại mang trong mình rất nhiều toàn tính chiến thuật Các trận đánh ác liệt Trận điện biên phủ của Việt Nam năm 1954 Đánh bại đội quân của cường quốc thực dân Pháp hùng mạnh Là một kỳ tích lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu Tuy nhiên ít ai biết được rằng Chúng ta không chỉ đánh một trận điện biên phủ Mà có tới hai trận điện biên phủ trong thời kỳ sau khi phải đối mặt với một kẻ thù giàu có hơn lớn mạnh hơn tinh nhuệ hơn và ưu việt hơn rất nhiều so với quân đội pháp đó là quân đội viễn trình của mỹ và đồng minh cùng với lực lượng quân lực việt nam cộng hòa trận đánh này chính là một bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước thể hiện đỉnh cao về nghệ thuật quân sự của quân đội nhân dân việt nam tuy nhiên nó cũng chứng kiến sự mất mát vô cùng đau xót Khi rất nhiều những người lính đã hy sinh tại đây Để giữ lại độc lập tự do cho đất nước Trận chiến này được diễn ra tại một nơi được gọi là Cối xay thịt người, trận khe xanh Trận khe xanh và ý nghĩa chiến lược Trong cục diện cuộc chiến Trong bản đồ quân sự của Mỹ Thì khe xanh là một vị trí trọng yếu và chiến lược nó đóng vai trò hệt như một cái mỏ neo Nó là nơi để bọn Mỹ và tay sai của chúng uy hiếp con đường Hồ Chí Minh dọc dãy Trường Sơn chi viện vào miền Nam Bá đạo hơn đây chính là trung tâm chỉ huy của hệ thống hàng rào điện tử Magnamada Hệ thống mà chúng tự tuyên bố là một con chuột cũng không thể lọt qua Nhưng mà chuột túi ở Úc thôi Chứ bộ đội ta chui qua suốt Nhận định bằng mọi giá chúng ta phải phá được cứ điểm này mới có thể yên tâm bảo vệ an toàn cho con đường huyết mạch chi viện người và vũ khí về miền nam khe xanh là một khu vực nằm gần biên giới việt lào một thung lũng hẻo lánh nhìn thì như vậy thôi tuy hẻo lánh nhưng trên thực tế ý của nó có ảnh hưởng cả cuộc chiến tại việt nam ai cũng biết là muốn giải phóng miền nam muốn thống nhất đất nước thì phải đánh mà để đánh được với thằng mỹ và lũ tay sai của nó thì chắc chắn phải còn vô vàn các yếu tố lương thực phải đủ nuôi quân xăng dầu phải đủ cho phương tiện cơ giới vận hành phải có nhân lực vật lực đầy đủ mà những cái thứ ấy thì lấy đâu ra chỉ có cách duy nhất là chuyển từ bắc vào nam để kháng chiến chứ chẳng còn cách nào khác cả vậy mới thấy vận chuyển được nhân lực vật lực chính là mấu chốt là tối quan trọng trong cuộc kháng chiến trường kỳ này. Cả ta và Mỹ đều ý thức được điều đó và đều cố gắng bằng mọi giá phải làm chủ được tuyến vận chuyển. Ta thì mở đường Trường Sơn, huy động toàn bộ sức người sức của tìm mọi phương tiện mọi hình thức. Mỹ thì bằng mọi cách phải kiểm soát được, phải phá bằng được đường Trường Sơn. Vì vậy Khe Xanh là địa điểm chiến lược của cả hai bên. Từ năm 1962, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng một căn cứ không quân, lục quân ở Thung lũng Khe Xanh, gần khu vực biên giới Việt-Lào, có ý nghĩa chiến lược do nằm gần tuyến vận chuyển đường Mòn Trường Sơn nổi tiếng. Năm 1962, căn cứ này được lực lượng mũ nồi xanh Green Beret của Hoa Kỳ tận dụng đầu tiên làm nơi xuất phát các phi vụ thám thính đi sâu vào vùng đất Lào vị trí chiến lược của khe A xanh do đó đã gây nhiều trở ngại lớn cho sự tiếp vận từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Sau thất bại trong mùa khô từ 1965 đến 1966, Robert McMadana, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã nảy ra ý định thiết lập một phòng tuyến chống xâm nhập hiện đại nhất ở bờ nam sông Bến Hải để ngăn chặn đối phương. Ý tưởng của McMadana đã được 47 nhà khoa học tài ba của nước Mỹ tổ chức nghiên cứu thực thi. Sau 3 tháng nghiên cứu, 47 bộ não toàn sản ấy dưới sự chỉ đạo của Mark Namara đã vạch ra một kế hoạch với tham vọng lớn, xây dựng một phòng tuyến ngăn cách hai miền Nam Bắc. Phòng tuyến ước tính có chiều rộng khoảng 20 km từ Nam Vi tuyến 17 đến đường 9, chiều dài trên 100 km chạy song song với sông Biển Hải từ biển đông đến xê pôn lào trong đó hành lang mặt bằng xây dựng có bề ngang 500m sẽ được san bằng như một sân bóng để đối phương không có chỗ ẩn nấp xây dựng một hệ thống đồn bốt dày đặc cứ khoảng 2km có một tháp canh với những tên lính được trang bị đầy đủ từ lưu đạn đến m16 khoảng 4km có một căn cứ cứ đại đội hoặc tiểu đoàn bố trí một hệ thống công sự gồm đủ hầm hào, lô cốt kiên cố, hàng chục lớp hàng rào kẽm gai chẳng chịt, xen kẽ với nhiều lớp bom mìn đủ kiểu, mìn định hướng, mìn đĩa, mìn lá, mìn claymore, mìn chiếu sáng, lựu đạn đồ tức thì. Mỹ dự kiến sử dụng 20 triệu quả mìn và 25 triệu quả bom cỡ nhỏ. Chỉ cần một bước chân đi sai thôi là ngay lập tức về với tổ tiên đặc biệt phòng tuyến được trang bị phương tiện điện tử tối tân như cây nhiệt đới, máy thông minh, máy phát hiện hơi người. Đây là các loại máy thu phát tiếng động tình vi đủ cỡ. 15 ngày, 3 tháng hoặc 6 tháng thay pin một lần. Cây nhiệt đới là đỉnh cao khoa học công nghệ quân sự của Mỹ, là lần đầu tiên Mỹ đem vũ khí công nghệ cao tham gia vào một cuộc chiến tranh. Những thiết bị này được dài khắp mặt đất quanh khu vực phòng tuyến mà chúng nó xây lên. Nó dựa vào nguyên lý phát hiện dư chấn khi có bộ đội hoặc khí tài cơ giới của ta đi qua. Chỉ cần một tiếng hành quân hay cười nói của bộ đội ta mà bị nó phát hiện thì thông tin ngay lập tức được chuyển về trung tâm chỉ huy rồi. Còn nhanh hơn cả Corona. Không quân của nó kéo đến dài thảm san bằng cái khu vực ấy luôn. Con vật còn khó lòng sống sót vì là một trung tâm chỉ huy chiến lược là một đầu não của thành tựu khoa học kỹ thuật quân sự đáng tự hào. Khe xanh Quảng Trị được Mỹ xây dựng một tập đoàn phòng ngự mạnh, liên hoàn kiên cố nhất của Mỹ ở địa cầu miền Nam Việt Nam, gồm các cứ điểm làng vây, chi khu quân sự hướng hóa, cùng cứ điểm phòng ngự sân bay Tà Cơn, gần như là bất khả xâm phạm. Cùng cứ điểm Tà Cơn là cốt lõi của tập đoàn phòng ngự khe xanh của Mỹ, có chiều dài khoảng 5 km, rộng khoảng 3 km, có một đường băng giã chiến dài khoảng hơn 3.000 m, đảm bảo hoạt động của máy bay C-130 H Queen và một số trực thăng vũ trang. Lực lượng không quân luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hệ thống công sự vật cản được xây dựng kiên cố và liên hoàn. Công sự chiến đấu bằng bê tông đúc sẵn, hố chiến đấu cá nhân có nắp bằng bao cát, một số lô cốt bằng bê tông hầm ngầm, hệ thống giao thông hào, chiến hào liên hoàn xung quanh bao bọc từ 6 đến 10 hàng rào dây kẽm gai các loại các bãi mìn dày đặc xen kẽ dài cây nhiệt đới lá thiết bị thu tín hiệu điện tử khắp các nơi tầng tầng lớp lớp phòng thủ vô cùng kiên cố tuy nhiên phía lực lượng bắn tỉa của việt nam cũng thường lợi dụng lúc máy bay mỹ chở quân đến sân bay tà cơn để tấn công khiến lính mỹ rất hoang mang với chiến thuật đánh nhanh rút nhanh có một huyền thoại về lính bắn tỉa của Việt Nam được kể lại như sau. Tại trại chiến Khe Xanh năm 1968, Thủy quân lục chiến Mỹ chiếm giữ một căn cứ chính là một sân bay nằm trong vòng bao quanh của những quả đồi. Suốt nhiều tuần liền, chỉ có một tay súng bắn tỉa của Việt Nam ẩn nấp trên những quả đồi. Ngày ngày vào lúc chập tối, khi lính Mỹ vào phiền đổi gác và lơ là phòng bị, anh lính bắn tỉa ấy bỏ ra nã những phát bắn tỉa chỉ thiên bằng AK-47 về khu căn cứ của Mỹ, làm cho binh lính vô cùng sợ hãi. Ngày đó quân đội ta làm gì có súng bắn tỉa Draguno chuyên dụng, chỉ là AK-47 và kính ngắm quang học thông thường. Cuối cùng do quá sợ hãi và mệt mỏi, khi ngày nào cũng phải lo sợ không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Lính Mỹ phải mở một đợt không kích với rất nhiều máy bay và đủ loại bom đạn, bom napalm đến pháo 20 ly. Tất cả lính Mỹ ở cụm cứ điểm đó phải chui dưới hào khi diễn ra trận bom đạn tơi bời trên những ngọn đồi. Tưởng như không có một sinh vật nào có thể tồn tại được trên quả đồi ấy, thì ngay lập tức trong làn khói còn bốc qua ngút trời, lửa còn cháy nóng cả quả đồi, tiếng AK-47 lại vang lên. Tất cả lính Mỹ đều đứng dậy vỗ tay gieo hò, thán phục tài năng và tinh thần quật cường của anh lính Bắc Việt. Có thể nói rằng Khe Xanh chính là một điện biên phủ thứ hai, nhưng điện biên phủ này vẫn chắc chắn hơn, kiên cố hơn và đặc biệt là hiện đại hơn rất nhiều so với điện biên phủ mà người Pháp đã xây dựng. Sự sống còn của con đường giải phóng chính là được quy định tại Khe Xanh này. Chúng ta đã làm gì? Đã hy sinh những gì để có thể đánh Khe Xanh và tại sao lại nói Khe Xanh là cú nghi bình ngoạn mục nhất trong lịch sử kháng chiến dân tộc? Hãy cùng theo dõi nhé! Cối xây thịt người Khe Xanh Cối xây thịt người Khe Xanh sẽ cho các bạn biết chuyện gì đã xảy ra tại Khe Xanh. Ta đã làm gì? Mỹ đã làm gì? Đấu trí ra sao? Đấu lực như thế nào? Ngay sau đây, tất cả sẽ được giải đáp trong phần trước các bạn đã biết rằng khe xanh nằm ở đâu có địa thế địa hình như thế nào đối với địch và đối với ta ý nghĩa của khe xanh như thế nào đến con đường giải phóng dân tộc các bạn cũng đã biết rằng nơi đây được bố trí những phòng tuyến gì vũ khí hiện đại ra sao và dã tâm của bọn mỹ tại khe xanh tuy nhiên chúng ta cũng nhận định bằng mọi giá phải thắng tại khe xanh thì con đường giải phóng miền nam mới có thể tiếp tục vì vậy một trận choảng nhau rất đầu mẻ chán tại đây là không thể tránh khỏi. Như Thái Nốt đã từng nói, đây là điều không thể tránh khỏi. Các bạn đã biết, ngoài mấy cái cây không hút CO2 và nhà oxy mà hút tín hiệu nhà bom ra như đã đề cập, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa còn trang bị cho khe xanh rất nhiều bình hùng tướng mạnh, sẵn sàng nghiền nát mọi đội quân nhòm có khe xanh đầu tiên phải kể đến lực lượng lính thủy đánh bộ, thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất, tự hào nhất, đã đi ban phát dân chủ ở rất nhiều quốc gia trước đây. Có khoảng 45.000 quân trên toàn tuyến, trong đó có khoảng 28.000 quân Mỹ, gồm 3 trung đoàn tăng cường thuộc sư đoàn thủy quân lục chiến số 3. 4 tiểu đoàn tuần tra và vận tải là 5, 10, 53 và 301. 9 tiểu đoàn pháo binh, 3 tiểu đoàn và một đại đội cơ giới. Trong quá trình phòng ngự được chi viện mạnh mẽ của không quân pháo binh ở phía sau. Thế này vẫn chưa là gì. Giàn khí tài của quân sự Mỹ huy động mới thực sự là khủng bố. Riêng ở Khe Xanh, Mỹ có 3 tiểu đoàn thuộc trung đoàn 26, một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 9 thủy quân lục chiến Mỹ, sở chỉ huy tiền phương số 3 của lực quân Hoa Kỳ, với số quân là hơn 5.880 lính, một tiểu đoàn pháo 155 ly, một đại đội xe tăng, một đại đội chống tăng, tiểu đoàn 37 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa, một đội thám báo 300 lính, tổng cộng là 6.680 lính. Nghe vẫn có vẻ là quá ư bình thường, mà hình như nó còn có thiếu điều gì. Mỹ mà lại không có máy bay với mấy quả dân chủ thì thiếu là đúng rồi. Các bạn yên tâm, không có thiếu đâu. Từ tháng 4 khi Mỹ đã mở chiến dịch Bagasu, huy động thêm sư đoàn không kỵ số 1 của Mỹ, trung đoàn 1 và trung đoàn 26 thủy quân lục chiến của Mỹ, chiến đoàn dù 3 Việt Nam Cộng Hòa cùng nhiều đơn vị biệt động quân và bảo an, tổng cộng là 20.000 quân yểm trợ, bởi 300 trực thăng, 148 khẩu pháo. Bên cạnh đó, chiến dịch Niagara và chiến dịch Aclai để hỗ trợ không quân cho khe xanh Cũng thu hút một lực lượng hùng hậu Hơn 1.000 trực thăng Nhiều hơn số trực thăng chiến đấu Của bàn được Anh Pháp Đức Cộng lại Không quân Mỹ đã xuất kích 24.000 lần kể cả máy bay Chiến lược B-52 Chút hơn 114.000 tấn bom các loại Gấp 7 lần số bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima Bằng lượng bom ném xuống nước Nhật Suốt cả năm 1945 Bà làm kỹ thuật hậu cần cho khe xanh bao gồm tải thương bằng trực thăng Medevac và phương thức tiếp tế Lapa. Hạ dù ở độ cao tầm thấp, được thực hiện bởi một cầu hàng không hiện đại quy mô khổng lồ trên các máy bay vận tải C-130. Mỹ có thể đáp ứng cho khe xanh tới 600 tấn hàng tiếp tế một ngày, trong khi Pháp chỉ cung cấp được cho địa biên phủ 100 tấn. Từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 1, một hệ thống cảm biến điện tử hiện đại mang bí hiệu Mark cũng được triển khai của anh khe xanh để hỗ trợ cho các hệ thống trinh sát đường không và trên bộ. Quân đội Hoa Kỳ ở khe xanh được yểm trợ hóa lực bởi những vũ khí tân kỳ nhất thời đó. Các tổ hợp đa đa phản pháo mới như Skypod, vua chiến trường M107, 175 ly, bố trí tại trại Caron ở gần Cam Lộ, và trận địa trên đỉnh đồi Đắk Poi. 18 lựu pháo 105 ly, 8 pháo 155 ly tại các căn cứ pháo binh tại Quảng Trị, pháo yểm trợ tầm trung từ trận địa Bắc Đèo Hải Vân. Ngoài những vũ khí vật thể thì ở khe xanh người Mỹ còn sử dụng vũ khí phi vật thể. Nhưng chúng ta cũng chẳng phải tay vừa. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mỹ đã huy động một lực lượng như vậy thì chúng ta cũng không thể tay không mà thông được phòng tuyến của giặc. Chúng ta cũng huy động một lực lượng cực kỳ hùng hậu, lần đầu tiên còn mang cả vũ khí hạng nặng vào tham chiến, cho thấy quyết tâm vô cùng lớn tại Khe Sành. Đây là lực lượng mà chúng ta có tại Khe Sành. Lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam tham gia chiến dịch là các sư đoàn bộ binh 304, 320, 324B và 325. Từ tháng 5 sư đoàn 308 và trung đoàn 246 vào thay cho các sư đoàn 224B và 325 đi chiến trường khác. Trung đoàn 270 Vĩnh Linh và hai tiểu đoàn bộ đội địa phương quân khu 4 đồn trú ở tỉnh Quảng Trị. Một đoàn và năm đại đội đặc công. Bốn trung đoàn pháo binh 16, 45, 84 và 204. Sau tăng thêm trung đoàn 675 Toàn chiến dịch đã huy động 4 khẩu pháo 76 ly, 8 khẩu pháo 85 ly, 12 khẩu pháo 100 ly, 8 khẩu pháo 105 ly, 36 khẩu pháo 122 ly, 16 khẩu pháo 130 ly, 8 khẩu pháo 102 ly, 120 ống phóng dốc két vác và vài đề cả B và 9 xe phóng BM-14, 3 trung đoàn pháo phòng không 128, 282 và 241 một tiểu đoàn tăng thiết giáp là tiểu đoàn 192 thuộc trung đoàn 203 trang bị 30 xe tăng hạng nhẹ PT76 một tiểu đoàn thông tin một tiểu đoàn trinh sát một tiểu đoàn hóa học một trung đoàn và hai tiểu đoàn công binh một đại đội súng phun lửa sáu tiểu đoàn vận tải và lực lượng vũ trang các huyện do linh cam lộ hướng hóa nhìn như thế này thôi nhưng để đưa được xe tăng vào tham chiến nó phải tầm cỡ kỳ quan thứ 9 của nhân loại Chứ chẳng phải chuyện đùa Không có cao tốc cho lái xe tải với xe tăng bon bon vào chiến trường đâu Là chiến dịch hợp đồng binh chủng quy mô lớn Nên ngoài lực lượng bộ binh Chiến dịch đã sử dụng 136 khẩu pháo xe kéo Hoặc súng cối cỡ 100 ly trở lên 150 khẩu pháo cao xạ 37 ly và 57 ly 30 xe tăng PT-76 và 157 xe kéo bánh xích, 821 xe ô tô. Trong giai đoạn chuẩn bị, hậu cần chiến dịch đã bảo dưỡng sửa chữa, nâng cao hệ thống, đảm bảo kỹ thuật sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể, phá mặt đất từ 87% lên 96%, pháo cao xạ từ 90% lên 98%, xe cơ giới các loại từ 74% lên 92%. Tiểu đoàn 198 xuất phát từ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Ngày 15 tháng 10 năm 1967 hai Hành quân vào Nam Theo đường Hồ Chí Minh Qua 50 ngày hành quân Chủ yếu là di chuyển ban đêm Tiểu đoàn đã đưa 30 xe tăng PT-76 Đi vòng vèo qua hơn 1.000 km Qua năm con sông lớn Lội 250 ngầm Từng bị không quân Mỹ đánh vào đội hình 15 lần Nhiều linh kiện đạn dược Của xe tăng được gửi cõng Bằng những đôi chân trần, trần của dân Cộc được đóng bè che nứa vượt sông suối để đảm bảo bí mật bất ngờ. Khi vượt sông Sepon, sông Sepang Hieng, mỗi lần phải vận động trên 300 người dân để làm đường ngầm cho xe vượt sông. Chặt nứa kết bè vận chuyển nhu yếu phẩm, xích xe tăng. Xe tăng đi tới đâu là quân dân đi theo tới đó để xóa dấu vết, bánh xích xe, nhằm không để cho địch phát hiện. Hàng trăm ống tre kết thành dàn dựng phía trên xe tăng che giống ở giữa phần tiêu hao nhiệt lượng do máy móc phát ra, khiến máy bay không thể sử dụng phương tiện hiện đại để dò. Đây là một cuộc hành trình đầy kỳ tích diễn ra hai tháng, nhưng quân Mỹ không hoàn toàn phát hiện và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đến cuối tháng 11, tiểu đoàn đã vào đến vị trí tập kết ở Nậm Khang, phía nam đèo Vang Mu, cách cứ điểm ngoại sàn khoảng 70 km về phía Tây. Khi chiến dịch bắt đầu, các tướng lính Mỹ hoàn toàn bất ngờ khi biết quân giải phóng có xe tăng tham chiến. Rồi chính tại khe xanh này, quân đội nhân dân Việt Nam đã sử dụng lực lượng bắn tỉa số lượng ít. Cả mặt trận B5 của quân đội nhân dân Việt Nam vào năm 1967 chỉ có hơn 100 lính bắn tỉa. Số này còn bị hao hụt do hoạt động càn quét của Mỹ số lượng thực tế tham chiến ở khe A xanh chỉ khoảng chưa đến 10 người. Nhưng hiệu quả cao, gây nhiều thiệt hại và sự hoang mang cho lính Mỹ. Phần lớn lực lượng này mới ngoài 20 tuổi, với 3 tháng huấn luyện, vũ khí trang bị chủ yếu là K-44, có lắp ống kính ngắm quang học, được sử dụng từ thời Thế chiến thứ 2. Tuy súng có nhược điểm là độ giật rất mạnh có thể chấn thương bả vai của xã thủ, nhưng đạn có độ xuyên lớn sức công phá mạnh. Câu chuyện huyền thoại của người lính bắn tỉa mà tôi đã kể ở trên đã chứng minh cho tầm quan trọng của lực lượng này. Tổng cộng lực lượng trên toàn tuyến có khoảng 40.000 quân. Trong quá trình chiến dịch được chi viện thêm khoảng 17.500 quân. Trong đó sư đoàn 304 và sư đoàn 325 tổng cộng khoảng 17.200 quân thực hiện bao vây khe sành. Còn các sư đoàn 320 và 324 tổng cộng khoảng 16.900 quân thực hiện cắt đường chín chặn quân tiêu việt của Mỹ. Các lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị đặc công thực hiện đánh tập kích, diệt các tập đoàn vận tải tiêu hao sinh lực địch. Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Mỗi chiến sĩ hai khẩu súng một lớn một nhỏ đều đã sẵn sàng. Xe tăng đã đổ đầy dầu, nòng pháo đã thông. Các tướng lĩnh kế hoạch đầy đủ tinh thần các chiến sĩ đều đã sẵn sàng. Mọi thứ đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ chờ lệnh tiến công một giờ gờ. Nếu như các bạn nào đã từng tìm hiểu lịch sử, thì hôm nay sẽ cực kỳ thán phục nghệ thuật quân sự của những tướng lĩnh nước nhà. Khe xanh thực ra không hề là chiến trường chính mà chúng ta nhắm tới, một cú nghi bình đỉnh cao trong lịch sử chiến tranh. Sau khi bao vây khe xanh với một lực lượng cực kỳ hùng hậu đã nêu như ở phần trước, thì lúc đó tại Nhà Trắng, nước Mỹ thậm chí đã cân nhắc đến phương án sử dụng vũ khí hạt nhân để giải cứu khe xanh. Tháng riêng năm 1968, khoảng 20.000 quân giải phóng tiếp cận khe xanh từ hướng Tây, hướng Đông Bắc, được một sư đoàn khác tiếp cận. Tại Hà Nội, ngay lúc này có một kế hoạch cực kỳ táo bạo được Tổng Mỹ Thư Lê Duẩn đề xuất và được chấp thuận. Đây là một kế hoạch đánh lạc hướng Mỹ tại khe xanh và tổ chức một cuộc tổng tiến công và nổi dậy tại các đô thị miền Nam Việt Nam mùa xuân năm 1968. Các cuộc tấn công vào các đô thị miền Nam đã diễn ra khi Việt Nam đang chào mừng Tết Nguyên đán vào cuối tháng Giêng năm 1968. Tướng Web Morland và các tướng lĩnh Mỹ khác tại Sài Gòn đều đang chờ đợi một cuộc tiến công quy mô lớn của quân giải phóng và khe xanh. Thượng tầng Sài Gòn đã lên kế hoạch tiến công các cuộc pháo kích và công kích chưa từng có để làm tê liệt các đối thủ bạc biệt của mình trong cuộc đối đầu sử dụng vũ khí truyền thống hiếm có từ trước tới nay. Tuy nhiên bi kịch của người Mỹ tại Khe Xanh đã ập tới ngay vào ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng riêng năm 1968. Một cuộc tấn công của Bộ đội Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thâm nhập vào các cứ điểm thủy quân lục chiến tại đồi 861 và để cho tương xứng với những gì mà người Mỹ đã nổ với nhân dân ở quê nhà thì bộ đội ta nhanh chóng pháo kích cho nổ hẳn một kho đạn của Mỹ tại Khe Xanh những nhóm lính tinh nhuệ tiếp tục tấn công vào các sở chỉ huy của địch tại làng khe xanh gần đó. Những ngày sau đó là cơn ác mộng của những người lính bị bao vây tại khe xanh. Những đợt pháo kích của quân giải phóng tấn công liên tiếp và các cứ điểm phòng ngự. Lực lượng bắn tỉa của ta đã gieo vào đầu lính Mỹ nỗi sợ hãi khủng khiếp. Lính Mỹ không hiểu sao toàn dùng đầu lao và tấn công những viên đạn của lực lượng bắn tỉa. Rồi đêm đêm những người lính đặc công lại sợ những người bên kia chiến tuyến cảnh các buổi đêm buồn. Nên hay mang theo kẹo đồng và mấy quả lựu đạn để ghé thăm. Cùng lúc với các cuộc bao vây cực kỳ căng thẳng tại khe xanh đang diễn ra tại các thành phố lớn thuộc miền Nam Việt Nam, những cuộc tiến công và nổi dậy đồng loạt diễn ra bắt đầu từ ngày 31 tháng giêng. Gọi Mỹ là một chất hóa học bởi lẽ Spolo về cuộc tiến công bộ binh quy mô lớn ngày càng được đẩy lên ở mức giới hạn và với quy luật sức chịu đựng của con người là của giới hạn. Ngày hôm sau, Tổng thống Johnson, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng E. Weller, đã hỏi tướng Westmoreland rằng liệu có cần sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhằm giải cứu khe xanh hay không? lần đã nói nước đôi về sự lựa chọn của mình. Ông nói trong một điện mật rằng trong trường hợp xấu nhất tôi nghĩ cả vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hóa học có thể là vũ khí được ưu tiên để triển khai. Nhưng cuối cùng thì vũ khí hạt nhân đã không được triển khai vì phải già chứng liên số. Vào ngày 5 tháng 2, khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại Sài Gòn, Huế và các đô thị khác, lực lượng của ta đã tấn công vào các cứ điểm chính của khe xanh tại đồi 861A. Các lực lượng cộng sản đã xuyên thủng hàng rào phòng thủ của lực lượng thủy quân lục chiến, nhưng cuộc tấn công cuối cùng đã bị bẻ gãy bởi một cuộc phản kích lớn được hỗ trợ bởi các cảm biến điện tử và kết thúc với một cuộc phản công bằng bộ binh. Đêm hôm sau, doanh trại đơn vị đặc nhiệm Mỹ nằm ở phía tây nam căn cứ đã bị san phẳng trong cuộc tấn công bộ binh được hỗ trợ bởi 11 xe tăng hạng nhẹ PT-76 do Liên số sản xuất. Vào ngày 8 tháng 2, các binh sĩ của ta tiếp tục tấn công vào một tiền đồn thủy quân lục chiến nhỏ nằm cách căn cứ chưa đầy một dặm về phía tây nam. Lực lượng bộ binh tìm cách bao vây căn cứ với các đường hào và các vị trí của những bụi cây nhà gia đạn được bảo vệ cẩn thận, đe dọa con đường tiếp tế bằng đường không của căn cứ. Tại Washington, tướng về hưu Marshall Taylor, một cựu binh thế chiến thứ hai được kính trọng là cựu đại sứ của Mỹ tại Nam Việt Nam, đã khuyên Tổng thống Johnson từ bỏ khe xanh. Binh lính Mỹ phải chia nhau từng khẩu phần nước và lương thực tại cứ điểm và binh lính bị thương đôi khi tử vong trong lúc chờ có chuyến bay sơ tán bằng trực thăng. Cảm giác khủng hoảng càng gia tăng vào ngày 10 tháng 2 khi một máy bay vận tải C-130 của Thủy quân lục chiến vô tình đâm phải đạn của quân ta và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại khe xanh làm tám người lính bị chết cũng trong tuần đó tướng westmoreland và lực lượng thủy quân lục chiến không hề biết rằng các chỉ huy của ta đã điều chuyển một phần ba lực lượng bao vây từ khe xanh tới huế nằm cách căn cứ khoảng 50 dặm về phía đông nam nhiều năm sau cuộc chiến chỉ huy tỉnh báo của westmoreland trung tướng philip davison vẫn còn bối rối trước quy định này bắc việt đã giữ quá nhiều lính tại khe xanh nếu chỉ muốn đe dọa nó Nhưng quá ít để có thể giành được nó Vào ngày 24 tháng 2 Lực lượng Hoa Kỳ khởi động chiến dịch Sierra Thường được gọi là chiến dịch Super Cargo Vì đã sử dụng một lực lượng lớn máy bay Chiến dịch này liên quan tới việc tấn công Các vị trí đặt pháo của Bắc Việt Xung quanh khe xanh và kỳ gà Khói đạn pháo công suất lớn và bom đạp an Cho phép các máy bay trực thăng C-9 Bay vào các cứ điểm ở trên đỉnh đồi và thả xuống các loại hàng tiếp viện. Cuộc khủng hoảng hàng tiếp viện đã được giải tỏa phần nào. Ngày hôm sau, nỗi e sợ về một cuộc tấn công vào căn cứ sắp sửa diễn ra đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi một đơn vị tuần tra thủy quân lục chiến bị tiêu diệt và người ta đã phát hiện các đường hào mới của quân ta xâm nhập vào chỉ cách hàng rào phía đông nam của căn cứ một vài mét. Vào đêm ngày 29 tháng 2, quân ta lại tiến hành ba đợt tấn công vào ngoại vi phía đông của căn cứ tác chiến khe xanh. Lực lượng Mỹ khởi động một kế hoạch chi tiết nhằm bẫy và tiêu diệt lực lượng Cộng sản với các cuộc ném bom B-52 có phối hợp cùng các chiến dịch không kích và pháo kích đi kèm. Về cơ bản, sau khi đã kiềm chân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa tại Khe Xanh để tổ chức tấn công và tổng khởi nghĩa khu vực đô thị cũng như thời tiết tháng 3 dần có những chuyển biến có lợi hơn cho Mỹ, quân giải phóng bắt đầu giảm áp lực về hãm. Đồng thời đây cũng là giai đoạn kết thúc đợt 1 của tổng công kích tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân năm 1968. Nên quân giải phóng lúc này giảm áp lực tấn công về hãm để chuẩn bị cho đợt 2. Ngày 26 tháng 6, Đại tướng Abraham, chỉ huy quân Mỹ ở Việt Nam, đã ra lệnh tiến hành chiến dịch Sốc Lê tổ chức cho lính Mỹ rút khỏi khe xanh. Quân Mỹ tại khe xanh được lệnh phá hủy tất cả các công trình vũ khí hạng nặng, không thể di tản để tránh lọt vào tay đối phương. Tuy cuộc rút quân được sắp đặt rất bài bản, nhưng nhiều đợt rút quân của Mỹ vẫn bị quân giải phóng phát hiện và tổ chức trận đánh. Trung đoàn 246 quân giải phóng liên tục tổ chức đánh Mỹ rút chạy trên hướng Tây, nhưng do lực lượng quá mỏng nên chỉ đánh được một nhóm bọc hậu sau cùng, không đánh được vào quân chủ lực nên không phá vỡ được đội hình rút lui. Trên hướng Nam, trung đoàn 102 quân giải phóng đã rút về tuyến sau củng cố. Trung đoàn 88 cũng triển khai lực lượng đón đánh quân Mỹ trên hướng đường 9, nhưng cũng chỉ đánh được bốn bộ phận bảo vệ mà không đánh được đội hình rút quân chính. Riêng lực lượng pháo binh, quân giải phóng đã tổ chức trận đánh rất hiệu quả vào sân bay Tà Cơn và trận đánh trên đường bộ gây cho quân Mỹ nhiều thiệt hại về lực lượng và vũ khí, phương tiện chiến tranh. Trong 3 ngày 15, 16, 17 tháng 7 năm 1968, Trung đội 2 đại đội 5 tiểu đoàn 75 được giao cho đại cao điểm 710 thuộc vành ngoài khe xanh đã bắn hạ 7 máy bay trực thăng vận tải cỡ lớn CH-47. Việc giữ vững khe xanh cho đến tháng 4 năm 1968 có thể coi là một thành quả về mặt chiến thuật của Mỹ dù nhiều đơn vị bị thiệt hại nặng, song quân Mỹ đã không bị tiêu diệt hoặc bị bắt sống toàn bộ như Pháp ở Điện Biên Phủ. Song cái giá phải trả là không hề rẻ, với gần 7.500 binh sĩ Mỹ và đồng minh thương vong chỉ trong 77 ngày, chưa kể thương vong trong 3 tháng sau đó. Quân đồn trú tại Khe Xanh mất gần một phần hai quân số. Đây là lý do vì sao Khe Xanh được gọi là cối xe thịt người. Đây là lần đầu tiên quân giải phóng đụng độ ở cấp sư đoàn đối mặt với quân Mỹ. Tuy phải chịu thương vong lớn do hỏa lực của Mỹ, đặc biệt là bom B-52 giải thảm, song họ cũng gây thiệt hại nặng tương đương cho các lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Mỹ tức là thủy quân lục chiến không kỵ và lực lượng biệt kích CIDG. Đây là thành tích đáng khích lệ đối với quân giải phóng khi họ là bên tấn công và hoàn toàn lép vế về hỏa lực với việc Mỹ bỏ khe xanh, hàng gia điện tử McNamara coi như về với tay những con buôn đồng nát. Kế hoạch chiến lược mà Mỹ đang xây dựng nhằm cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh coi như phá sản. Từ đây về sau không còn căn cứ nào có thể uy hiếp trực tiếp tuyến đường cùng dòng hàng đưa ra tiền tuyến. Quân giải phóng nhanh chóng tận dụng kết quả thủ được. Từ cuối năm 1968, thêm một tuyến đường trường Sơn Đường Mở, thường gọi là đường trường Sơn Đông, để phân biệt với tuyến phía tây. So với các tuyến ở phía tây, đường Trường Sơn Đông ngắn hơn và ít khúc khuỷu hơn, nên việc đưa hàng hóa và bộ đội vào miền Nam nhanh chóng đáng kể. Quý thính giả thân mến, và như thường lệ, các bạn nhớ subscribe, like, share, comment để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nhé. Và sau đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.